tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, là con giáp được tiết lộ thiên cơ, tránh ra điểm G, đổi vận đổi đời, giàu sang sung sướng năm 2023 nếu hữu duyên nghe được lá số tử vi này. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tử Vi Việt. Quý vị thân mến, bước sang năm 2023, năm Quý Mão, những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 được dự báo sẽ có một năm vận trình vô cùng tươi sáng, tài lộc vô cùng hanh thông và thuận lợi. Đinh Tỵ trong năm 2023 có bố cục thiên khắc địa sinh, tức là kiếp tài chịu khắc. Thiên can tuổi là Đinh Hỏa tương khắc với thiên can của năm là Quý Thủy, là bố cục kiếp tài bị khắc chế. Địa chi năm Mão Mộc gặp Tỵ Hỏa có phần tương sinh, cho nên có thể thấy năm 2023, người tuổi Đinh Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thay đổi chức vụ, có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, chủ yếu là về thứ tài. Điều này có lợi cho những người làm công việc kinh doanh buôn bán. Bản mệnh tuổi Đinh Tỵ cần phải chủ động nắm bắt thời cơ để có thể chớp lấy một cách nhanh nhất. Và để tìm hiểu chính xác tử vi năm 2023, năm Quý Mão của những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, Tử Vi Việt xin mời quý anh chị, cô bác cùng nhau đón xem trong bài viết dưới đây nhé! Lá số tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2023. Phần 1. Đặc trưng phân biệt người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong hệ tử vi đầu số. Phần 2. Tử vi chi tiết tuổi theo sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên, tuổi âm của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm 2023. Phần 3. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong năm 2023 gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1977. Phần 4. Luận hung cát 12 tháng của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Phần 5. Tổng kết tử vi và cách hóa giải vận xui của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm 2023, cụ thể như sau. Tuổi Đinh Tỵ được Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ, Địa Tạng Bồ Tát ban thọ. Người tuổi Đinh Tỵ thông minh, lanh lợi vì được Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ, nhưng số phải bôn ba đây đó. Nếu sống đất quê người thì hiền vinh, còn sống tại quê mình thì bình thường hơn. Tuổi Đinh Tỵ với nạp âm hành thổ, do can Đinh Hỏa kép với chi Tỵ Hỏa, can và chi cùng hành hỏa lại tương hợp ngũ hành với nạp âm. Tuổi Rắn là lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh. Nếu ngày sinh có can giáp, ất, bính, đinh, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc đức của dòng họ. Hỏa tính chứa nhiều trong tuổi, khi hỏa vượng hay suy, thiếu chất thủy kiềm chế các bộ phận tim mạch, tiêu hóa dễ có vấn đề khi lớn tuổi. Nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Tuổi Đinh Tỵ thuộc mẫu người có đầy đủ hai tính chất của can đinh, mềm mỏng, nhu thuận, nhân hậu, chịu khó, thích sống nơi đô hội, và chi Tỵ dưới ảnh hưởng của chùm sao Sử Nữ nằm phía đông nam của hoàng đạo, tính nhanh nhẹn, thông minh, nhiều tư tưởng, có óc khám phá, phân tích vấn đề rõ ràng, không chấp nhận sự hời hợt đại khái. Song một số ít đa nghi và thường ẩn tránh, thích làm việc hay hoạt động một mình nơi ẩn khuất, nên dễ thấy đúng sai về sở trường, sở đoản của người khác. Do đó khi hành động dễ thành công, có thiên khiếu về triết học, nghị luận sắc bén, về mặt tình cảm ít biểu lộ cho người khác thấy, phần lớn có lý tưởng cao xa nhưng không giữ vững được lâu dài. Thời vàng son thường ở giai đoạn trung vận. Rắn là loài động vật máu lạnh, luôn xuất hiện với một vẻ ngoài trơn trượt, ẩm ướt, lạnh lẽo. Nhưng trong thực tế, người tuổi Đinh Tỵ thường có vẻ ngoài ưa nhìn. Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ xinh đẹp, gợi cảm, các chàng trai thì nho nhã, lịch sự, hấp dẫn và khá lãng mạn. Với những điều trên rất dễ khiến người khác bị hấp hồn và làm theo ý họ một cách vô thức. Ngược lại thì tuổi Đinh Tỵ thường rất đa nghi, có lối sống kín đáo có và có thể thù dai. Tuổi Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm thuộc mệnh thổ trong ngũ hành.
người sinh năm Đinh Tỵ thông minh lanh lợi, có khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, đèn, nên người tuổi Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Tuổi Đinh Tỵ dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác, có tinh thần khá nhạy cảm. Tuổi Đinh Tỵ rất khó tin tưởng người khác. Khi đã tin tưởng ai đó thì họ sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm, phó thác vào người đó. Điều này khiến cho tuổi Đinh Tỵ rất hay cảm thấy bị tổn thương khi xảy ra mâu thuẫn với người thân. Tuổi Đinh Tỵ là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng thời thế để ứng biến với thời cuộc. Tuổi Đinh Tỵ là bộ lột xác, nên Đinh Tỵ rất thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Thống kê cho biết, rất nhiều người tuổi Đinh Tỵ trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là thành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Tuổi Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, có khả năng ứng biến trong mọi công việc nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Người sinh năm Đinh Tỵ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Trước hung vận, tuổi Đinh Tỵ rất dễ lung lay. Họ rất ghét những chuyện ồn ào, náo loạn hay xô bồ, luôn cố gắng giữ bản ngã của riêng mình. Tuổi Đinh Tỵ có vận tốt, cân lượng khá nặng nên không sợ phải đói kém. Người xưa quan niệm, trai đinh nhâm quý thì tài, gái đinh nhâm quý thì hai lần đò. Người tuổi Đinh Tỵ nói năng rất nho nhã, lễ độ, lịch sự và khôn khéo. Cả nam và nữ tuổi Đinh Tỵ khi yêu, tuy có rất nhiều cảm xúc nhưng lại không phải là một người chung thủy. Họ rất dễ có những mối quan tâm ngoài luồng. Ngoài ra thì tuổi Đinh Tỵ còn có tính chiếm hữu cao. Họ đòi hỏi một tình yêu tuyệt mỹ dẫn đến hệ lụy trong hôn nhân. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 luôn là người đưa ra quyết định trong mối quan hệ song phương. Tức là khi bạn chơi với tuổi Đinh Tỵ, bạn nên dành cho họ một khoảng thời gian để họ quyết định và đưa ra ý kiến. Họ rất thích làm chủ nên khi bị ép buộc phải làm theo một kế hoạch nào đó mà không có sự quyết định của họ thì họ sẽ rất khó chịu. Nhưng đức tính này sẽ rất có lợi khi áp dụng vào công việc kinh doanh. Tuổi Đinh Tỵ rất khôn khéo và họ luôn luôn là người giữ thế chủ động trong các cuộc thương thảo. Họ rất có tài trong việc thuyết phục thương lượng với người khác, có thể trở thành nhà ngoại giao xuất sắc. Phần 2. Chi tiết tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm 2023. Thứ nhất, xem tử vi năm 2023 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, đinh gặp quý tương xung, gặp bất lợi về thời cuộc, yếu tố khách quan, tự làm tự ăn, vận quý nhân mỏng, ít người giúp sức. Xét về địa chi, Tỵ gặp Mão bình hòa, công việc làm ăn không thay đổi nhiều, tiền bạc thu chi cân đối, kiếm được tiêu cũng nhiều. Xét về ngũ hành, tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, gặp năm kim tương sinh, vận khí ổn định, tài khí có phần vượng, chăm chỉ làm ăn ắt có tiền bỏ túi. Có điều vì đây là mối quan hệ sinh xuất nên con đường tới thành công của đương số gặp khá nhiều khó khăn, vất vả, cần kiên trì mới đạt được thành quả rực rỡ trong năm 2023. Về ngũ hành cung phi, tuổi Mậu Ngọ nam mạng có cung phi là Tốn, ngũ hành thuộc Mộc, gặp năm 2023 có cung phi cũng thuộc Tốn. Tốn gặp Tốn chủ về phục vị xét thấy rất tốt, tuy nhiên những việc lớn trong năm thì tuổi Mậu Ngọ nam mạng không nên có những sự thay đổi, tình cảm gia đạo, tài lộc ở mức trung bình, không cần quá lo lắng. Tuổi Mậu Ngọ nữ mạng có cung phi là Khôn Thổ, gặp năm 2023 cung phi là Tốn Mộc. Khôn gặp Tốn là ngũ quỷ, cho thấy năm 2023 với những người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng sẽ là một năm khá kém khi mà sức khỏe của những người này suy kém, công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi, thất thoát nhiều tiền của hay bị kẻ xấu gièm pha, gặp hạn thị phi. Tiểu kết, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 có một năm thiên về bình ổn.
Trên phương diện sự nghiệp, bạn thường phải cố gắng dựa trên sức của chính mình, chứ ít được quý nhân nâng đỡ. Việc làm ăn vẫn duy trì được các mối từ trước đó, có dấu hiệu phát triển nhẹ. Nếu kiên trì ắt có tiền bỏ túi, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Thứ hai, xem tử vi của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, năm 2023 theo sao hạn. Năm Quý Mão 2023, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, nam mạng gặp sao Thổ Tú, nữ mạng gặp sao Vân Hán. Về sao Thổ Tú của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, nam mạng. Sao Thổ Tú là một hung tinh trong cửu diệu tinh, mặc dù mức độ ảnh hưởng của sao Thổ Tú là không lớn, nhưng nó cũng có thể gây ra những hạn sâu mà mệnh chủ nên lưu tâm. Gặp tiểu nhân hãm hại, sao Thổ Tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi, xung quanh luôn có những kẻ tiểu nhân gièm pha, phá hoại, mọi sự khó thành. Chính vì vậy cần chú ý, phân định rõ kẻ tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng mà hại thiệt thân. Về vấn đề sức khỏe, người có sao Thổ Tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm nhưng bệnh không quá nặng. Về xuất hành, người có sao Thổ Tú chiếu mệnh thì xuất hành đi xa không thuận lợi, nên hạn chế đi xa, tránh gặp nạn. Về chuyện tình cảm, do sao Thổ Tú chiếu mạng, chuyện tình cảm không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở, xảy ra nhiều cãi vã, tranh chấp không đáng có. Khi hiểu sao Thổ Tú là gì, bạn sẽ hiểu rằng khi sao chiếu mệnh, bạn thường trong lòng hay mang nỗi buồn mang mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì. Vì thế nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực. Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì. Về sao Vân Hán, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, nữ mạng. Sao Vân Hớn là một hung tinh, là sao xấu chủ về bệnh tật, nữ mệnh khó sinh gặp họa huyết quang, nam mạng bất lợi đường quan trường. Sao Vân Hán chiếu mạng, gia đình bất an, điền sản bất vượng, mỗi người cần phải tự thận trọng. Nhìn chung sao Vân Hớn là một hung tinh nhưng cũng tương đối lành, không ảnh hưởng nhiều tới công việc cũng như sức khỏe của mệnh chủ. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm, cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói, để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài. Đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít, hao tiền bất an. Văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hòa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4, tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên. Gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất với thổ. Do đó sao Vân Hớn kỵ các màu thuộc hành thổ, đó là màu vàng, nâu và màu thuộc hành thủy là màu xanh da trời, màu đen. Sao Vân Hớn hợp với các màu thuộc hành hỏa là màu đỏ, tím, cam và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Sao Vân Hớn kỵ nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, cẩn thận với những hạn kể trên. Tiểu kết, bản mệnh là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Song chính vì vậy mà bạn thường nói năng không suy nghĩ, dễ sinh chuyện thị phi. Để mọi việc tiến triển bình ổn hơn thì bạn cần phải kiềm chế tính nóng của mình. Phương diện sức khỏe cũng cần lưu ý nhiều hơn, tránh làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi, đau ốm liên miên. Trên phương diện chi tiêu, bạn cần cẩn trọng trước khi mở ví tiền, tránh bị lừa gạt đầu tư sai lầm. Thứ ba, xem tử vi năm 2023 của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 theo vận niên. Năm Quý Mão 2023, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, nam nữ mạng gặp hạn ngũ mộ. Đầu tiên là hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an, tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn, chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió, đề phòng hao tài mất của. Muốn tìm hiểu sao ngũ mộ tốt hay xấu ra sao, ta không thể bỏ qua câu thơ diễn nghĩa về hạn ngũ mộ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài,
thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Căn cứ theo ý tứ của câu thơ, ta có thể thấy hạn ngũ mộ là một hạn xấu, gây tổn thất, thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài chính, bạc tiền. Trong năm, người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính. Ngoài ra, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của bởi có thể gặp phải người gian, trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Cổ nhân thường nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Những bạn nào có hạn ngũ mộ nên làm theo những hướng dẫn sau để tránh tai họa quá lớn xảy đến với mình. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp. Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề cờ bạc. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tốn. Thứ tư, hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. Thứ ba, vận niên năm 2022 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Năm 2023, tuổi Đinh Tỵ gặp vận niên Thỏ Lộng Nguyệt. Thỏ Lộng Nguyệt là thỏ vườn trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay tự nhiên bản mệnh gặp may mắn, giải quyết được nhanh chóng, suôn sẻ. Thi cử dễ đạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác thì bản mệnh được nhận vào chỗ tốt đang thiếu người. Trong năm này bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ngoài ra còn có tin vui hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên, về mặt tài chính thì trong năm nay bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm gặp vận niên Thổ Lộng Nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng, ăn uống. Thứ tư, xem vận hạn tuổi Đinh Tỵ năm 2023 theo tuổi âm. Gặp hạn Tam Tai và Hoang Ốc, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, khởi sự khó khăn nên hạn chế hùn hạp làm ăn lớn kẻo khó thu hồi vốn. Ngoài ra nếu có ý định xây sửa nhà cửa thì nên tiến hành thủ tục mượn tuổi, tránh điều bất trắc xảy ra. Phần 3, đánh giá chung về tử vi năm 2023 của tuổi Đinh Tỵ. So với tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2022, vận khí của người tuổi Đinh Tỵ năm Quý Mão được đánh giá là có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn. Thế nhưng để có được sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc. Bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Dựa trên mối tương quan về can chi ngũ hành giữa đương số và lưu niên Quý Mão, đồng thời xét tác động của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định được cát hung ở các phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Tỵ trong năm mới, chi tiết như sau. Trong năm Quý Mão 2023, người tuổi Đinh Tỵ may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do tuổi Tỵ chỉ cần chú tâm và cố gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình.
Ngược lại, những người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên vận trình vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm. Nhưng nếu đó là lựa chọn của bạn thì cũng không có gì phải lo lắng. Cần đặc biệt lưu ý, trong năm Quý Mão, Thiên Can Quý Thủy xuất hiện Thiên Quan, chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực. Chẳng những ít sự đồng hành, hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá, họa thị phi, điều tiếng gièm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Thêm sự xuất hiện của hung tinh phá toái và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài. Do đó trong năm này, nếu tuổi Đinh Tị mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải là lúc. Bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc chủ thủ không nên chủ công, lấy tĩnh chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồm nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, ắt tự mình gây sóng gió. Càng ở thời điểm vận trình có trở lực nhất định theo từng giai đoạn, cái chính là bản mệnh càng cần suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. Tử vi năm 2023 nhận định, về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Đinh Tị nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này. Nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn sẽ có nhiều nguồn thu nhập đủ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra. Thậm chí dù có lợi, thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn thấy được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy nhiên, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo. Những người kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình. Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Bước sang năm 2023, tuổi Đinh Tị bị hung tinh tăng môn, thiên cầu hoành hành nên sức khỏe sa sút, điềm báo còn dễ xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Dù là người lớn tuổi hay thanh niên trai tráng, trẻ nhỏ đều khó tránh những ảnh hưởng bất lợi như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon. Lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt sức ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương diện công việc như tranh chấp kiện tụng pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm. Tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong năm, tuổi Đinh Tị cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè người thân. Không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật ốm đau. Con giáp này ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân mà cũng nên quan tâm tới tình hình của thân thể, người thân trong gia đình. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. Về chuyện tình cảm, do ngũ hành xung khắc lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm, điềm báo có sự rạn nứt, nghiêm trọng có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi, ly hôn, người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Phần 4. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Đinh Tị.
tháng 1 âm lịch. Tháng mở đầu năm Quý Mão được cho là khá thuận lợi cho người tuổi Đinh Tỵ ở các phương diện kiểm tra, đánh giá sự nghiệp, xin việc. Bản mệnh có sự đồng hành của quý nhân cho những việc bản thân mưu cầu, đạt được chứng chỉ năng lực cần thiết và được đánh giá đúng chuyên môn. Trong cuộc sống thường ngày, bạn cần có sự kiên nhẫn hơn nữa khi giao tiếp, không nên nóng nảy kiểu vướng họa thị phi hoặc quá trình mưu sự thêm phần khúc chiết. Ngoài ra, trạng thái tinh thần đôi khi bị ức chế dẫn tới suy nghĩ bế tắc, tự mua dây buộc mình. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi sự bảo thủ của mình, con giáp này nên chú ý hơn. Tháng 2 năm 2023 này, vận trình của người tuổi Đinh Tỵ có nhiều khởi sắc rõ rệt hơn hẳn so với tháng trước đó. Bạn vẫn có sự đồng hành của quý nhân, mọi việc trở nên suôn sẻ nhẹ nhàng hơn. Tranh thủ thời điểm này, bạn có thể xúc tiến các kế hoạch quan trọng hoặc lên dự định cho chặng đường sắp tới. Cơ hội thăng tiến cũng sẽ mở ra với những người vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ. Tháng này cũng nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ chú ý các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa, dạ dày, dị ứng. Sức khỏe cần được quan tâm kịp thời để tránh hệ lụy về sau. Tháng 3 âm lịch, áp lực về công việc sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tháng này, đòi hỏi tuổi Đinh Tỵ phải có tâm lý vững vàng để vượt qua mọi sóng gió. Bạn có thể sẽ không thoải mái với những quy định, luật lệ đặt ra sẵn, dễ có tâm lý phản kháng hay lách luật để làm theo ý mình. Tuy nhiên, sự tùy hứng đó có thể đem lại cho bạn nhiều rắc rối hơn bạn nghĩ. Tháng này thuận lợi cho việc học hành, đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ. Song, bạn dễ nản chí vì thiếu hứng thú và động lực học tập, có thể khiến thành tích sụt giảm đôi chút. Đồng thời, hung tinh chiếu mệnh cũng gây ra các vấn đề bất lợi cho sức khỏe như chấn thương, tai nạn, va chạm. Bạn nên chú ý giữ an toàn. Tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Tỵ được cải thiện đáng kể trong tháng này. Bản thân con giáp này sẽ chiếm được thế chủ động, tạo được lợi thế cạnh tranh, vậy nên nhất định phải tận dụng cơ hội lần này. Đối thủ có thể sẽ gây ra một vài chiêu trò hòng vượt qua bạn. Tuy mức độ ảnh hưởng không quá lớn nhưng bạn vẫn nên đề phòng, kẻo vượt khỏi tầm kiểm soát. Về sức khỏe, những người hút thuốc lâu năm có thể đối mặt với một số bệnh về đường hô hấp, nên thăm khám sức khỏe đều đặn để phát hiện bệnh sớm. Tháng 5 âm lịch, công việc của tuổi Đinh Tỵ không có nhiều biến động trong tháng này. Mọi thứ phát triển đều đều, ít sự đột phá nhưng cũng không có gì cần phải lo lắng. Các mối quan hệ nơi công sở cần có sự vun vén để duy trì môi trường làm việc hài hòa, chớ nên tự tách biệt khỏi tập thể. Về phương diện tình cảm, đào hoa chiếu mệnh khiến người độc thân có thể sinh cảm giác rung động, cảm nắng nhanh chóng với đối tượng mới gặp. Tuy nhiên, bạn vẫn nên dùng tới cả lý trí, chớ nên chỉ chạy theo cảm xúc của bản thân, nếu không rất dễ chuốc lấy tổn thương. Bước sang tháng 6 năm 2023, người tuổi Đinh Tỵ đau đầu với những thăng trầm trong sự nghiệp. Mặt tích cực là bản mệnh có thể nhận được một số cơ hội hợp tác, đồng thời có lợi cho việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn. Từ đó đường thăng tiến rộng mở hơn. Tuy nhiên, mặt tiêu cực là áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng, nhiều việc phải một mình đảm nhận mà không có sự giúp đỡ của người khác. Ai cũng muốn giành phần lợi về phía mình, bạn không nên quá dựa dẫm vào một ai đó. Khả năng làm việc độc lập cần được phát huy trong tháng này. Ngoài ra, bạn nên chú ý thái độ khi trao đổi công việc với cấp trên để không xảy ra những xung đột không đáng có. Tháng 7 âm lịch, người tuổi Đinh Tỵ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong vấn đề tài chính trong tháng này. Các dự án ký kết, hợp tác kinh doanh diễn ra suôn sẻ, cũng thu hút được nhiều nguồn đầu tư bên ngoài. Vấn đề thuế, sổ sách, hạch toán cũng nên được chú trọng và cẩn thận hơn, tránh vì sai sót cá nhân mà đối diện với pháp luật hay đền bù tiền bạc. Tháng này cũng rất tốt cho người độc thân trong việc tìm kiếm được một nửa ưng ý. Bạn có sự duyên dáng trong xã giao, dễ gặp được người khác phái có thiện cảm về nhau, mối quan hệ phát triển khá nhanh. Tháng 8 âm lịch, đây sẽ là tháng mà tuổi Đinh Tỵ có nhiều thu hoạch từ nỗ lực trước đó của mình. Các khoản thu lớn nhỏ đến từ nhiều nguồn. Quan trọng là bạn cần phải có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp để gia tăng khoản tích lũy. Một số người tuổi Đinh Tỵ có thể tiến hành sửa sang nhà cửa, mua sắm thiết bị nội thất trong tháng này nên phải tiêu tốn một khoản không nhỏ. Sự nghiệp ổn định, tuy chưa có sự đột phá nhưng bạn cũng không quá gấp gáp. Đây được coi là giai đoạn bình ổn với con giáp này. Bạn cũng chú trọng vào việc duy trì phong độ ổn định, sẽ không vì nóng vội nhất thời mà để công sức bấy lâu, đổ sông đổ biển. Trong tháng 9 âm lịch,
người tuổi Đinh Tỵ sẽ phải dành thời gian để sắp xếp lại một số mối quan hệ trong cả công việc lẫn cuộc sống của mình. Với những người chỉ luôn muốn kiếm chút lợi lộc gì đó từ bạn, còn khi không đạt được mục đích thì mất dạng, bạn cũng không cần phải cố gắng giao thiệp quá sâu. Tình hình công việc không có biến động lớn, nhưng lúc nào con giáp này cũng có cảm giác làm nhiều mà hưởng ít. Thời gian này nên sắp xếp công việc để điều chỉnh mức độ ưu tiên, thay đổi lối tư duy nếu cần thiết để đưa ra những quyết định sáng suốt, không cảm thấy hối tiếc với những gì mà mình đã chọn, hoặc hối tiếc về những gì mình đã làm. Nhìn chung tài vận đã ổn định, các khoản thu chi cân bằng. Người nào xông xáo làm ăn sẽ có nhiều khoản thu về hơn người làm công ăn lương. Tháng 10 của tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều thăng trầm trong quá trình mưu sự. Dù cũng có sự giúp đỡ từ quý nhân, song vẫn chưa đủ để bạn giành được điều mà mình muốn. Công việc có dấu hiệu trì trệ, cần dành thời gian để sắp xếp và hệ thống lại. Tốt hơn hết nên thay đổi cách thức làm việc. Mà làm được điều đó, trước tiên bạn hãy thay đổi thái độ và lối tư duy của mình. Tài vận cũng có dấu hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, lúc hoang phí khi lại phải thắt lưng buộc bụng. Nếu không nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy, sớm muộn gì bạn cũng nợ nần chồng chất. Kinh doanh buôn bán trong tháng kém sắc nên chú trọng đẩy mạnh về chất lượng hơn là chỉ chạy theo số lượng. Tháng này cần lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. Về bản thân, bạn cũng nên chú ý ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực thì sức khỏe sẽ đảm bảo. Tháng 11 âm lịch. Khối lượng công việc của tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong tháng 11 năm 2023 này. Áp lực tinh thần kèm theo là điều không thiếu, bản mệnh cũng thường phải tự thân vận động, chống chọi với tất cả chứ ít được ai đó đứng ra đồng hành. Nhưng yên tâm, khó khăn hay thách thức trước mắt chỉ mang tính tạm thời. Một khi đã vượt qua được, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bản lĩnh được rèn giũa sẽ rất hữu ích cho tương lai. Đầu tư trong thời điểm này cũng không quá mạo hiểm, nhưng vẫn nên có tính toán thận trọng, chớ nên chạy theo xu hướng nhất thời mà đổ quá nhiều vốn. Tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm 2023, người tuổi Đinh Tỵ có hung cát đan xen, nhìn chung là tháng khá yên ổn, không phải lo lắng nhiều. Công việc tiến hành đều đặn, có đi đến kết quả cuối cùng nhưng hiệu quả không thực sự tốt như mong đợi. Tuy nhiên với người có tham vọng lớn, sự ổn định hiện tại đồng nghĩa với đi xuống. Bạn sẽ không quá thích điều này và có tâm lý muốn thay đổi hiện trạng nhanh chóng. Tài vận tuy có khởi sắc nhưng chậm. Bạn cũng không nên quá vội vã, việc gì cũng cần có quá trình, nên dành thời gian quan sát biến động thị trường nhiều hơn, đặc biệt chi tiêu trong tháng không hề ít. Nhưng tất cả đều nằm trong dữ liệu của bạn nên không phải quá bất ngờ. Phần 5. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm Quý Mão 2023. Tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2023 có dấu hiệu khởi sắc rõ ràng hơn hẳn so với năm ngoái. Dẫu vẫn còn không ít trở ngại hoặc thời điểm sụt giảm cát khí, nhưng nhìn chung vận trình xuyên suốt năm khá hanh thông, là cơ hội tốt cho những ai thực sự kiên định với mục tiêu đã đề ra. Bản tính người tuổi Đinh Tỵ khá ngạo mạn và cố chấp, đó chính là rào cản ngăn đường số tiến tới thành công rực rỡ hơn. Nếu không biết cách kiểm soát, bạn sẽ rất dễ tự đạp đổ chén cơm của mình. Những cơ hội phát triển bản thân, đổi vận hành thông cũng từ đó mà bay biến. Theo đó, hãy kiểm soát cảm xúc bản thân thật tốt. Đừng để sự xảy ra rồi mới lại nói lời tiếc nuối. Dưới đây là cách hóa giải vận xui năm 2023 cho tuổi Đinh Tỵ theo từng phương diện. Về công việc, trong năm có vận quý nhân khá vượng, người cầm tinh con rắn nên cố gắng mở rộng các mối quan hệ. Sự tương trợ từ những người xung quanh sẽ giúp bạn dễ dàng hóa giải các khó khăn, nhất là những lúc thị phi bùa vây. Về tiền bạc, rất đáng bỏ tiền để xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Cơ hội đến từ chính điều này. Có tiền đừng để nằm im, nên khai thác thêm kênh đầu tư mới. Có như thế tiền mới đẻ ra tiền. Về tình cảm, năm mà đào hoa vận kém sắc, tốt hơn hết bạn nên tập trung vào phát triển bản thân và công việc. Hữu xạ tự nhiên hương, hãy tỏa sáng theo cách mà bạn muốn. Nhân duyên cắt lành rồi cũng sẽ tới thôi. Về sức khỏe, để tránh tai nạn bất ngờ hay họa huyết quang, tuổi Đinh Tỵ có thể hiến máu nhân đạo, phóng sinh để ứng trước hạn. Ngoài ra để hóa giải vận hạn xấu, quý bạn tuổi Đinh Tỵ nên khởi tâm làm nhiều việc thiện, đồng thời có thể tham khảo các cách dâng sao cúng hạn đầu năm, sử dụng một số vật phẩm phong thủy mang theo bên mình hoặc đặt tại nơi làm việc,
tất cả đều có tác dụng trợ vận rất hữu hiệu. Hãy thử thay đổi và cảm nhận bạn nhé. Quý vị thân mến, người làm ăn kinh doanh nên nhớ vững tư duy, đôi bên cùng có lợi thì bạn sẽ dễ dàng vượt qua các khó khăn trong hành trình làm giàu hơn bao giờ hết. Ví dụ như khi đang phân vân, không biết chọn loại vật liệu nào để tạo ra thành phẩm cho khách hàng, thì bạn ưu tiên mặt hàng có chất lượng tốt, với giá cả đôi bên thống nhất hợp lý, tránh được việc mưu mẹo, tham lam tạo ra sản phẩm không đúng quy cách, nguy cơ bị hủy hợp đồng rất cao. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, nếu bí quá, nếu không thể cùng thắng thì chấp nhận bản thân chịu thiệt một chút, nhưng giữ được chữ tín mới là điều nên làm. Thực tế là dù hiện tại tưởng là thiệt thòi đấy nhưng lại là cơ hội để gia tăng lợi nhuận gấp bội trong tương lai. Làm gì cũng nghĩ tới cái lợi của người bên cạnh, cái lợi của mình. Luôn giữ chữ tín, nếu không sự giàu có trên cơ sở tư lợi về bản thân rất dễ lung lay, nhanh chóng biến mất theo thời gian. Do đó hãy làm giàu bằng con đường chân chính, đôi bên cũng có lợi. Có như vậy mới bản thân ta và người thân của chúng ta mới an lạc và tài sản có được mới bền lâu. Trên đây, Tử Vi Việt đã cung cấp toàn bộ thông tin về tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2023. Mong rằng những chia sẻ này hữu ích cho bạn và người thân trong gia đình. Chúc bạn năm mới ngập tràn niềm vui, đong đầy xúc cảm.